Kính chào quý vị. Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, dự báo từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, trên địa bàn toàn tỉnh, đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng, đến chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trên địa bàn tỉnh là từ 31 đến 33 độ và nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Tiếp theo là phần dự báo độ mặn tại một số trạm trong 24 giờ tới trên địa bàn tỉnh Long An. Tại trạm cầu nổi trên sông Chàm Cỏ, độ mặn đo được là 5,8 gram trên lít. Trên sông Chàm Cỏ Đông, độ mặn đo được tại trạm Bến Lức và trạm Xuân Khánh lần lượt là 0,5 gram trên lít và 0,2 gram trên lít. Tương tự, tại trạm Tân An và trạm Tuyên Nhơn trên sông Chàm Cỏ Tây, độ mặn cũng được ghi nhận là 0,5 gram trên lít và 0,2 gram trên lít. Theo dự báo trên, thì ranh giới độ mặn 4 gram trên lít xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 25 km ở khu vực sông Chàm Cỏ, thuộc địa phận xã Phước Đông, huyện Cần Đước. Còn ranh giới độ mặn 1 gram trên lít xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 45 km ở sông Chàm Cỏ Tây, khu vực xã Nhật Ninh, huyện Tân Trụ và xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành. Ngoài ra, ranh giới độ mặn 1 gram trên lít cũng xâm nhập hơn 40 km ở sông Chàm Cỏ Đông, thuộc địa phận xã Phước Tuy, huyện Cần Đước. Thưa quý vị, với tình hình xâm nhập mặn như trên, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh dự báo ở khu vực lân cận cầu nổi sông Chàm Cỏ không lấy được nước ngọt kể cả vào lúc triều thấp. Trên sông Chàm Cỏ Tây, xã Nhật Ninh, huyện Tân Trụ, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành trở lên có khả năng lấy nước vào lúc triều thấp. Và trên sông Chàm Cỏ Đông, xã Phước Tuy, huyện Cần Đức trở lên cũng có khả năng lấy nước lúc chân triều thấp. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An, trong đêm nay và ngày mai, khu vực Nam Bộ chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới rút ra phía Đông. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Trước hết là tại miền Đông Nam Bộ. Khu vực này đêm nay có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng, đến chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông quý vị cũng cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở đây là từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, đêm nay ở đây có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng, đến chiều tối mai cũng sẽ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông quý vị cũng cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất khu vực này là từ 25 đến 27 độ và cao nhất là từ 31 đến 33 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Như thường lệ, cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin dự báo thời tiết tối nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.